Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách để kiểm tra chất lượng của thực phẩm để tránh mua phải thực phẩm không an toàn hoặc dễ bị nhiễm độc. Bằng mắt thường, chúng ta cũng có thể lựa chọn được một số loại thực phẩm sao cho an toàn bằng những dấu hiệu cơ bản. Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Cách chọn thịt gà. Khi mua thịt gà, bạn cần chú ý đến các sọc trắng và lớp chất béo dày trên ức gà. Nếu xuất hiện các dấu hiệu này, chứng tỏ con gà có nhiều hormone tăng trưởng và đã tăng cân quá nhanh, thịt này không tốt cho sức khỏe của bạn. Màu trắng cũng là một điều quan trọng cần lưu ý. Nếu thịt màu vàng thì nó không tươi, ức gà sống phải có màu hồng và không quá mềm. Phô mai. Để biết được bạn mua phô mai có chứa bột hay không, chỉ cần nhỏ một giọt iốt vào. Nếu có bột, vùng bị nhỏ sẽ có màu xanh đậm. Nếu không có bột thì là màu vàng hoặc nâu. Bạn cũng có thể để phô mai ở nhiệt độ phòng. Nếu chứa chất béo thực vật, phô mai sẽ có màu vàng. Còn phô mai tươi có thể chứa vị chua nhưng sẽ không thay đổi màu sắc. Mật ong. Đổ một ít mật ong lên một bề mặt, mật ong giả sẽ nhỏ từng giọt và ngay lập tức lan ra trên bề mặt, còn mật ong thật chỉ tạo thành một dòng chảy nhỏ. Nếu bạn thấy hương vị caramel, có nghĩa là mật ong của bạn đã được đun nóng lên. Nếu bạn có thể nếm được vị ngọt và thấy chúng ngọt quá mức, có nghĩa là mật ong này chứa đường. Rau củ quả. Nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đủ điều kiện sản xuất hoặc giấy chứng nhận Việt Gáp. Nên chọn rau vào vụ chính là thời điểm cây trồng phát triển bình thường, ít bị sâu bệnh, dẫn đến số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ít. Đối với rau ăn lá, không nên chọn những bó rau có màu xanh quá đậm, quá mướt, lá bóng, mà nên chọn màu xanh nhạt, cây rau có vẻ bình thường. Đối với củ quả, không nên chọn những trái quá lớn, mà chọn những trái có kích thước vừa phải hoặc hơi nhỏ. Không chọn những trái da căng và có vết nứt dọc theo thân, những trái da xanh bóng. Cá. Để lựa chọn các loại cá tươi ngon, bạn cần chú ý là những con cá có mắt sáng, mang màu đỏ tươi, da cá sáng như kim loại và vảy cá vẫn gắn chặt, không bị bong chóc. Ngược lại, cá ươn thì mắt đục, mang màu thẫm và da cá nhợt nhạt, vảy bong chóc. Thịt. Khi chọn thịt, bạn ấn ngón tay lên miếng thịt. Thịt tươi ngon phải có độ đàn hồi và làm mất dấu vân tay ngay lập tức. Ngoài ra, bạn nên cắt một miếng lớn và quan sát. Nếu thịt có màu tối bên trong nhưng có đường viền màu trắng, có nghĩa là hạn sử dụng của nó đã được kéo dài do các chất bảo quản hoặc chất phụ gia. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách dùng khăn giấy thấm vào miếng thịt. Thịt tươi không để lại quá nhiều độ ẩm và máu trên khăn. Kem sữa chua. Nếu bạn nghi ngờ về độ an toàn của que kem, khi mua về, hãy để thử một que kem ở nhiệt độ phòng. Nếu nó có chứa chất béo thực vật, nó sẽ đông lạnh lâu hơn và cuối cùng tan chảy thành chất lỏng. Kem có thành phần chất lượng tốt sẽ tan thành chất kem trắng dày. Sữa chua là sản phẩm của quá trình lên men sữa, chất lactic acid làm cho sữa chua đặc lại và có vị chua. Vì vậy, để kiểm tra xem sữa chua có chuẩn hay không, bạn chỉ cần khuấy một muỗng sữa chua vào một cốc nước nóng. Sản phẩm kém chất lượng sẽ tạo ra các mảng vẩy trắng nhìn như kết tủa, còn sữa chua ngon sẽ trở thành một lớp chất lỏng dày đồng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những loại thực phẩm và thuốc bạn không nên dùng cùng nhau để tránh gây hại cho sức khỏe. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.